cha, trời nay con đã trở về đây, con đã trở về đây sau những tháng năm con xa quê xa xứ. Con cứ ngỡ rằng con trở về để gặp mặt cha một lần sau cuối, nhưng con ngờ đâu đớt bằng vậy sống. Trời cao cướp cha rồi, các con chịu cảnh mồ côi. Khi chữ yêu ân con chưa vẹn mười ấc, sau một phút một giây cha lìa xa tất cả. Cha ơi, còn đây là ba nén hương thôi. Trước cổ quan tài cho cha đi con đường này, mẹ và các con các
chữ hiếu ân còn mang nặng trong tim, ân dưỡng dục của mẹ cha các con chưa có một ngày trả. Mà hôm nay âm dương đành cách ta đi cha đi rồi, con lạc lòng mơ giấc. Oh.